học tiếng Trung qua câu chuyện thành ngữ Hậu sinh khả úy. Thành ngữ cụ sự Hậu sinh khả úy. Khổng tử tại yếu lý 的时候碰见三个小孩。孔子在游历的时候碰见三个小孩。孔子在游历的时候碰见三个小孩。Lúc Khổng Tử đang đi du lịch thì gặp ba đứa trẻ. Có 两个正在玩耍，另一个小孩却站在旁边。有两个正在玩耍，另一个小孩却站在旁边。有两个正在玩耍，另一个小孩却站在旁边。Có hai đứa đang vui đùa với nhau, nhưng chỉ có đứa kia thì đứng qua một bên.孔子觉得奇怪，就问站着的小孩为什么不和大家一起玩。孔子觉得奇怪，就问站着的小孩为什么不和大家一起玩。孔子觉得奇怪，就问站着的小孩为什么不和大家一起玩。Khổng Tử thấy lạ, nên mới hỏi đứa trẻ đang đứng đó, tại sao lại không chơi cùng với các bạn? Xào hải hẳn rên rên đà hủy tả. Xào hải hẳn rên rên đà hủy tả. Xào hải hẳn rên rên đà hủy tả. Đứa trẻ thành thật trả lời.激烈的打闹能害人的性命，拉拉扯扯的玩耍也会伤人的身体。激烈的打闹能害人的性命，拉拉扯扯的玩耍也会伤人的身体。激烈的打闹能害人的性命，拉拉扯扯的玩耍。也会伤人的身体。Đánh vật quyết liệt như thế rất dễ gây hại đến tính mạng con người. Đùa giỡn lôi kéo xô đẩy như vậy thì cũng rất dễ bị thương. Tại thuê ý bù xô, sư phô là y phủ dễ mấy hiểu sẵn mắc hảo trụ. Sở ý, wà bù yên hờ thà mên wán.再退一步说，撕破了衣服也没有什么好处，所以我不愿和他们玩。再退一步说，撕破了衣服也没有什么好处，所以我不愿和他们玩。Dù chỉ là kéo rách áo quần thôi, nhưng cũng chẳng có lợi gì.Cho nên cháu không muốn tham gia chơi với chúng nó. Chờ yếu sẵn mắc khở chí quài đơ nơ? Chờ yếu sẵn mắc khở chí quài đơ nơ? Chờ yếu sẵn mắc khở chí quài đơ nơ? Như thế thì có gì lạ chứ?过了一会儿，小孩用泥土堆成一座城堡。过了一会儿，小孩用泥土堆成一座城堡。过了一会儿，
小孩用泥土堆成一座城堡。Một lúc sau, đứa trẻ này dùng đất sét đắp thành một thành lũy. Tự kỷ 坐在里面，好久不出来，也不给准备动身的孔子让路。自己坐在里面，好久不出来，也不给准备动身的孔子让路。自己坐在里面，好久不出来，也不给准备动身的孔子让路。Rồi ngồi ở trong đó mãi không chịu ra, và cũng không nhường đường cho xe của Khổng Tử tiếp tục lên đường. Khổng Tử 忍不住又问, 你坐在里面, 为什么不避让车子? Khổng Tử 忍不住又问, 你坐在里面,为什么不避让车子？孔子忍不住又问：“你坐在里面，为什么不避让车子？”孔子 không nhịn được bèn hỏi: “Tại sao cháu cứ ngồi ở trong đó mà không chịu nhường đường cho xe đi qua？” “我只听说车子要绕城走，没有听说过城堡还要避车子的。”孩子说，“我只听说车子要绕城走，没有听说过城堡还要避车子的。”孩子说，“我只听说车子要绕城走，没有听说过城堡还要避车子的。”孩子说，“cháu chỉ nghe người ta nói xe phải đi vòng qua thành, chứ chưa bao giờ nghe nói thành lũy lại phải nhường đường cho xe đi qua bao giờ。” Đứa trẻ đáp, Khổng Tử 非常惊讶，觉得这么小的孩子竟如此会说话，实在是了不起，于是赞叹他说，孔子非常惊讶，觉得这么小的孩子竟如此会说话，实在是了不起，于是赞叹他说，孔子非常惊讶，觉得这么小的孩子竟如此会说话，实在是了不起，于是赞叹他说。孔子 nghe vậy rất kinh ngạc, cảm thấy đứa trẻ này tuy còn nhỏ mà lại có thể nói ra những lời như thế, thực sự rất giỏi, nên đã khen rằng,你这么小的年纪，懂得的事理真不少呀。你这么小的年纪，懂得的事理真不少呀。你这么小的年纪，懂得的事理真不少呀。Tuổi của cháu vẫn còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy.小孩却回答说，小孩却回答说，小孩却回答说。Đứa trẻ đáp rằng, "我听人说，鱼生下来三天就会游泳。我听人说。"鱼生下来三天就会游泳。
我听人说，鱼生下来三天就会游泳。Cháu nghe người ta nói, các con sinh ra được 3 ngày là đã biết bơi. Thu sinh 下来, 三天就能在地里跑. Thu sinh 下来, 三天就能在地里跑. Thu sinh 下来,三天就能在地里跑。Thỏ con sinh ra được 3 ngày đã biết chạy. Chứ xe đều là tự nhiên đề sự, có gì mà đa xảo kể yến nè? Chứ xe đều là tự nhiên đề sự, có gì mà đa xảo kể yến nè?这些都是自然的事，有什么大小可言呢？ Đây là những điều rất hiển nhiên, có gì lạ để đáng nói đâu chứ? 孔子不由感叹地说：好呀，我现在才知道，少年人实在了不起呀。孔子不由感叹地说：好啊，我现在才知道，少年人实在了不起呀。孔子不由感叹地说：好啊，我现在才知道，少年人实在了不起呀。孔子không khỏi cảm thán mà nói:Hay lắm, bây giờ ta mới biết người trẻ tuổi thật sự tài giỏi. Có một thiên, Xiang Thuo 见到孔子时说, Có một thiên, Xiang Thuo 见到孔子时说, Có một thiên,相陀见到孔子时说 Một hôm, khi Hàn Thác nhìn thấy Khổng Tử và nói 听说孔先生很有学问,特来求教。听说孔先生很有学问,特来求教。听说孔先生很有学问，特来求教。Nghe nói Khổng Tử tiên sinh có học vấn rất uyên bác, nên tôi đặc biệt đến đây để xin thỉnh giáo. 孔子笑着说：“请讲。”孔子笑着说：“请讲。”孔子笑着说：“请讲。”孔子cười nói: “Mời nói。”相陀问：“什么水没有鱼？什么火没有烟？什么树没有叶？什么花没有枝？”相陀问。什么水没有鱼？什么火没有烟？什么树没有叶？什么花没有枝？相陀问：什么水没有鱼？什么火没有烟？什么树没有叶？什么花没有枝？韩泰hỏi。Nước gì không có cá, lửa gì không có khói, cây gì không có lá, hoa gì không có cành. Khổng Tử 听后说, 你真是问得怪.
孔子听后说：“你真是问得怪。”孔子听后说：“你真是问得怪。”孔子nghe xong nói: "Ngươi hỏi lạ thật."江河湖海，什么水都有鱼，不管柴草灯烛，什么火都有烟。江河湖海，什么水都有鱼，不管柴草灯烛，什么火都有烟。江河湖海，什么水都有鱼，不管柴草灯烛，什么火都有烟。Sông nước biển hồ ở đâu mà chẳng có cá? Dù là củi rơm hay ánh nến, thì cái nào đốt lửa lên mà chẳng có khói? 至于植物，没有叶不能成树，没有枝也难于开花。至于植物，没有叶不能成树，没有枝也难于开花。至于植物，没有叶不能成树，没有枝也难于开花。Còn cây cối mà không có lá thì không thể nào là cây được. Hoa không có cành thì khó mà nở. Xiang Tuo yi tin ge ge zhi xiao, huang zhe nao dai shuo. Xiang Tuo yi tin ge ge zhi xiao, huang zhe nao dai shuo.相陀一听，咯咯直笑，晃着脑袋说：“韩泰nghe vậy liền cười khanh khách, lắc đầu nói. 不对，井水没有鱼，萤火没有烟，枯树没有叶，雪花没有枝。”不对，井水没有鱼，萤火没有烟，枯树没有叶，雪花没有枝。不对，井水没有鱼，萤火没有烟，枯树没有叶，雪花没有枝。Không đúng, giếng không có cá.Đom đóm không có khói, cây khô không có lá, hoa tuyết cũng không có cành. Khổng Tử赞叹道: "Hậu sinh khả vệ ya, lão phu nguyện bái nǐ wěi shī." Khổng Tử赞叹道: "Hậu sinh khả vệ ya, lão phu nguyện bái nǐ为师。孔子赞叹道：“后生可畏呀，老夫愿拜你为师。”孔子khen ngợi nói: "Đúng là hậu sinh khả úy, lão phu nguyện bái ngươi làm sư." 生词，từ mới.孔子，孔子，孔子。游历，游历，游历。激烈，激烈，quyết liệt。打闹，打闹，
đánh vật, ẩu đả. La la trở trở. La la trở trở. Lôi kéo xô đẩy. Sư phô. Sư phô. Kéo rách. Nỉ thủ. Nỉ thủ. Đất sét. Tuy. Tuy. Đắp. Thành bảo. Thành bảo. Thành lũy. Bù bì. Bù bì. Không nhường. Xiang thổ. Xiang thổ. Hạng thác. Trải thảo. Trải thảo. Củi rơm. Tân chủ. Tân chủ. Ánh nến. Trí vụ. Trí vụ. Cây cối, thực vật. Gỡ gỡ trí xào. Gỡ gỡ trí xào. Cười khanh khách. Hoảng não tại. Hoảng não tại. Lắc đầu. Diễn hỏa. Diễn hỏa. Đom đóm. Khu sụ. Khu sụ. Cây khô. Xuyệt hoa. Xuyệt hoa. Hoa tuyết. Hậu sinh khở vị. Hậu sinh khở vị. Hậu sinh khả úy. Bài sư. Bài sư. Bái sư. Hậu sinh khở vị. Khổng tử tại yếu lý 的时候碰见三个小孩有两个正在玩耍另一个小孩却站在旁边。孔子觉得奇怪，就问站着的小孩，为什么不和大家一起玩？小孩很认真地回答，激烈的打闹能害人的性命，拉拉扯扯的玩耍也会伤人的身体。再退一步说，撕破了衣服也没有什么好处，所以我不愿和他们玩，这有什么可奇怪的呢？过了一会儿，小孩用泥土堆成一座城堡，自己坐在里面，好久不出来，也不给准备动身的孔子让路。孔子忍不住又问：你坐在里面为什么不避让车子？我只听说车子要绕城走，没有听说过城堡还要避车子的。孩子说：
孔子非常惊讶，觉得这么小的孩子竟如此会说话，实在是了不起，于是赞叹他说：你这么小的年纪，懂得的事理真不少呀。小孩却回答说：我听人说，鱼生下来三天就会游泳，兔生下来三天就能在地里跑，这些都是自然的事，有什么大小可言呢？孔子不由感叹地说：好啊，我现在才知道少年人实在了不起呀。有一天，象驼见到孔子时说：听说孔先生很有学问，特来求教。孔子笑着说：请讲。象驼问：什么水没有鱼？什么火没有烟？什么树没有叶？什么花没有枝？孔子听后说：你真是问得怪，江河湖海，什么水都有鱼，不管柴草灯烛，什么火都有烟。至于植物，没有叶不能成树，没有枝也难于开花。象驼一听，咯咯直笑，晃着脑袋说：不对，井水没有鱼，萤火没有烟，枯树没有叶，雪花没有枝。孔子赞叹道：后生可畏呀，老夫愿拜你为师。